À, xin chào các bạn đã đến với video là Lõi Vai Chó phần tiếp theo. Và ngày chúng ta cùng xem quá trình gắn bó ve trên lỗ tai của chú chó này nha các bạn. Thì vẫn như mọi lần là mình thấy video nào chú chó nào cũng nhiều ve đó các bạn. Và đa phần các video đều là cái quay cái quá trình là bỏ về trong cái lỗ tai mà các bạn, chúng ta ít thấy những cái video nào mà nó người ta lại bỏ về cái chân chân thông ra ngoài lỗ tai nhiều. Chỗ này nó bị khuất ha các bạn, người ta quay nó khuất quá, camera quay cái góc này nó khuất. Cái chân thả bắt nó hơi lâu các bạn, cho nó khó bắt nó ngoài và đến cái bàn lỗ tai các bạn. Còn này chắc người ta bắt lẹ nè các bạn thấy không, rất nhanh luôn. Này em nhấn cái lưng các bạn, quá trời các bạn ha, dở lên cái đầu là rồi nghe bào cái đó quá trời. Giờ người ta dùng lột đó các bạn, như lúc nãy dùng lột luôn ra rồi.
trời các bạn thấy không, bám cái lượt quá trời luôn. Chúng ta cùng xem ngoài đợt này cái lượt có nhiều lắm nha các bạn. Wow, quá trời luôn các bạn thấy không? Rồi vậy là video đã đến đây là hết rồi các bạn. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video tiếp theo.